cường đội. Ai làm? Ai làm? Có cần thuốc tê không? Anh Phi, anh ta quả là một thanh niên cứng. Cái này có thể so được với quan công các phương thải độc vậy. Hoặc hắn ta thật sự là một thanh niên cứng. Hoặc là hắn ta sợ thuốc tê. Tại sao? Sợ thuốc tê? Làm tê sẽ khiến cho não con người không tỉnh táo, sẽ nói ra những câu nói hắn ta không muốn nói. Cường đội, còn có việc gì không? Sau này cô với lão Tôn làm cộng sự đi, anh ta sẽ chăm sóc cho cô. Anh thật sự đi như vậy sao? Đúng, gỗ đã thành thuyền rồi. Tôi không tin. Anh từ NBA mà lên, anh chính là thần tượng của tôi. Đó là chuyện trước đây. Bây giờ tôi chỉ là một đứa sợ chết. Tôi không tin. Tôi không tin anh là một người sợ chết. Được rồi, về đi. Còn phải làm việc nữa đấy. Tên khốn nạn, anh có lỗi với tôi. Bắt đầu từ năm 18 tuổi, ngày mà em lên NBA, em đã thích anh rồi. Chỉ vì một tờ giấy nát, em đã thích anh rồi. Anh có nhớ không? Một mình anh xông vào đó, đã giết chết hai kẻ cầm súng và mìn, đã cứu hết hai mươi mấy đứa trẻ. Trong lòng của em, anh chính là một cảnh sát, một anh hùng. Anh là thần tượng của em. Em là vì anh mới đến nơi này. Anh có biết là em chịu khổ cực như thế nào không? Em chỉ muốn gần anh một tí, nhưng mà anh lại đi như vậy. Thần tượng không thể xem cơm ăn. Tôi đi đây. Anh đợi đấy. Anh nói thêm một lần. Anh nhìn vào mặt em, nói thêm một lần nữa. Xin lỗi. Anh là thằng khốn. Hắc bối, tôi là chó đốm. Mục tiêu đã đi ngang, tôi theo đây, kết thúc. Nghe rõ, chó đốm chú ý. Tuyệt đối phải cẩn thận. Hắn ta là cao thủ, theo dõi và phản theo dõi. Kết thúc. Chó đốm đã nhận, kết thúc. Cảnh đội tinh anh, ta phải đào ra bò vàng với chó cưng của mày để xem.
Alo. Tôi có việc muốn nói với cậu. Anh không biết hoàn cảnh bây giờ của tôi sao? Tôi biết họ đang theo dõi cậu. Nhưng tôi cũng biết cậu cũng có cách cắt đứt sự theo dõi của họ. Tại sao tôi phải làm như vậy? Đây là công việc của họ. Với lại, việc này không liên quan đến tôi. Đây cũng không phải trò chơi của tôi. Tôi không muốn chơi nữa. Cậu đã đi mức thứ nhất rồi. Đó là vì tôi không muốn mở mắt nhìn anh ta chết. Ở tình hình nguy hiểm như vậy, anh ta chết cũng chỉ làm chết một cách uổng phí. Cho nên cậu ta cần cậu. Anh ta sao rồi? Một mình cậu ta vẫn chưa có được sự tin tưởng. Nhất định phải có sự giúp đỡ của cậu. Đây không phải là việc của tôi, là việc riêng của anh. Anh tự phá hỏng rồi, giờ lại kéo tôi xuống nước. Cậu là một người lựa chọn thích hợp nhất. Tôi được xem là thích hợp cái khỉ gì chứ? Những tội phạm bạo lực tôi giết qua, tất cả chỉ là một sự sắp đặt. Không lẽ anh muốn tôi một mình đi chết sao? Bây giờ cậu đã bị cách chức rồi. Tuy là vẫn chưa có làm giấy bảo lưu thân phận cảnh sát của cậu, đó là gì để có thể tiếp tục điều tra cậu mà thôi. Việc này giang hồ đã đồn ầm lên rồi, cho nên cậu sẽ không bị nghi ngờ đâu. Với lại tôi tin bọn họ tuyệt đối sẽ không đối phó cậu đâu. Nhưng mà tôi không phải gián điệp của anh. Anh đã trải qua huấn luyện đặc chủng tốt nhất trên toàn thế giới, với lại có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Bây giờ chỉ là lại lần nữa thực hiện mà thôi. Tôi có niềm tin với cậu. Có phải anh muốn tất cả cảnh sát toàn thành phố truy nã tôi không? Khiến cho đồ đệ của tôi cầm súng giống như đuổi heo vậy theo tôi đúng không? Sau đó tôi chết không hiểu lý do. Cậu có thể tự lựa chọn. Tôi có thể lập tức gọi điện thoại cho phương tổng của cậu rửa oan cho cậu. Nhưng mà hạng mục này nhất định phải tiếp tục tiến hành. Chúng ta đã bỏ ra cố gắng trong nhiều năm qua rồi. Ý anh là gì? Cho dù cậu giúp hay không, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tiến hành. Tôi nói anh biết, anh ta sẽ chết đấy. Lão Pháo chỉ là một người lính. Anh ta không phải thám tử của anh. Anh ta có thể đấu lại Mã Dân Phi sao? Mã Dân Phi là người gì? Anh có nghĩ qua không? Anh ta có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của anh không? Cho nên cậu ta cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu có thể che cho cậu ta. Cậu và cậu ta là chiến hữu sống chết với nhau. Bọn họ sẽ không nghi ngờ đâu. Hoặc là không nghi ngờ, hoặc là càng nghi ngờ hơn. Sau đó chúng tôi sẽ xong. Tôi nói rồi, cậu có thể không đi, nhưng mà chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục tiến hành. Nhất định phá hủy tất cả mạng lưới buôn ma túy, bất chấp tất cả. Chúng tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây là sứ mệnh vinh hạnh của Tổ quốc và nhân dân cho chúng tôi. Tôi đây đang làm gì hả? Mã tiên sinh đang đợi anh ở trên. Ở quê hương của tôi cũng có một trạm xe nhỏ như vậy. Tôi thích xem xe lửa. Tôi nghĩ nó sẽ lái đến một nơi rất xa. Có lẽ là đi Bắc Kinh. Có lẽ là đi Thượng Hải. Có lẽ là đi Thâm Quyến. Sớm muộn có một ngày tôi sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi cái thị trấn khiến tôi bị nghẹt thở. Anh làm được rồi. Nhưng mà nhà của tôi không còn rồi. Quê của anh ở đâu? Tây Sơn Bình Giao. Nơi tốt, một thành thị. Tại sao lại đi lính? Vì ăn cơm. Lý do rất logic. Vì ăn cơm mà đi lính.
Vậy người tại sao phải buôn ma túy? Tôi không hiểu đạo lý gì cả, nhưng tôi biết người vì tiền chết, chim vì thực chết. Tại sao cứu tôi? Vì tiền. Tôi chưa bao giờ có tiền, cũng không cần tiền. Vậy tại sao? Vì một lời hứa. Tôi từng hứa với bố anh phải đến bảo vệ anh. Tôi trông ông ấy 2 năm, đến lúc ông ấy bị tử hình. Đương nhiên anh đâu phải Hamlet, bố của anh cũng không phải là quốc vương. Ông ấy chẳng qua chỉ là một ông trùm ma túy. Ông ấy mất đi không phải Đan Mạch, mà là một vương quốc ma túy. Bố tôi nói à, anh nghĩ tôi sẽ nói những lời như vậy sao? Bố của anh hy vọng anh nhanh chóng rời khỏi đại lục, đừng để ở đây bị hành hạ nữa. Đương nhiên rồi, chuyện tôi hứa với ông ấy tôi nhất định sẽ làm được. Ở cổ đại, người như anh gọi là hiệp sĩ, nhưng bây giờ anh là một tội phạm. Thật ra mỗi một người đều là tội phạm. Tôi hứa với bố của anh, tôi đối với chiến hữu của tôi là một tội phạm. Tôi hứa với chiến hữu của tôi, tôi đối với bố của anh chính là tội phạm. Quan trọng là xem anh lựa chọn thế nào thôi. Nếu anh đã lựa chọn như vậy rồi, thì anh nhất định phải làm như vậy. Anh nói anh không xem phim, nhưng lại hiểu được triết học của Bồ Tát. Xem ra quả nhiên là thực tuyến xuất chân tri, quả nhiên là chân lý. Cường đội, cường đội, mau giúp em cầm một tí, tay sắp gãy rồi này, mau. Mua nhiều đồ quá làm gì thế? Em còn không biết anh à, nhất định là ăn mì với trứng nữa rồi. Hôm nay vì đúng em nghỉ ca, cho nên qua đây thay đổi khẩu vị của anh. Tôi không cần, cô đi đi. Quả nhiên giống như chuồng heo vậy. Thanh la của nhà anh để đâu? Chổi gì đồ hút rác nữa. Em làm tổng vệ sinh cho anh. Thật sự không thể đứng nhìn nữa rồi. Đâu phải bày cho cô xem. Nơi này của anh vẫn còn có thể ở à? Cho dù anh xuất thân từ lính đặc chủng. Tôi nói rồi, tôi không cần. Mời cô rời khỏi nhà của tôi lập tức. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tôi đã không còn là cảnh sát nữa rồi. Không lẽ cô không biết sao? Mời ra khỏi nhà của tôi lập tức. Em không tin. Anh có bối cảnh gì? Em cũng là cảnh sát. Anh không cần lừa em. Bối cảnh tệ hại. Lão pháo là chiến hữu của tôi. Tôi không thể mở mắt ra nhìn anh ta chết. Với lại tôi cũng không đánh lại anh ta. Tôi sợ chết cô biết không? Anh đừng lừa dối em nữa. Em không tin anh sợ chết. Em không tin anh ấy sẽ phạm tội. Tại sao chứ? Nói em biết anh đang xem cái gì. Anh nói em biết đi. Trung thành với tổ quốc và nhân dân là câu nói khắc cốt ghi tâm trong các anh rồi. Tôi không tin các anh sẽ quên nó. Mãi mãi cũng không. Nhưng mà người sẽ thay đổi. Không tin. Em không tin các anh đã thay đổi. Anh đã thay đổi.
Đây đã là sự thật rồi. Tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa rồi. Cô có biết không, em không tin. Đánh chết em cũng không tin. Nguy hiểm như vậy, hành hạ như vậy, gian khổ như vậy, các anh đã đi qua hết rồi. Việc này mà các anh thay đổi sao? Những gì mà Tiểu Trang viết không phải sự thật đâu. Không có những chuyện đó, vốn dĩ không có. Anh nói em biết đi. Em sẽ không bán đứng anh đâu. Em lấy sinh mạng của em mà thề. Nói cô biết cái gì chứ? Anh nói với em, anh không có thay đổi. Đó là vì công việc. Anh chịu khổ rồi. Đi đi, cường đội. Ở đây không có cường đội nữa. Chỉ có một kẻ nhát gan bị đuổi việc thôi. Tôi sẽ chết cô biết không hả? Không, cường đội. Anh biết em yêu anh mà. Em sẽ không bán đứng anh đâu. Nói em nghe đi. Buông ra. Không buông. Nếu không buông ra tôi gọi 110 đấy. Cường đội. Cô xông vào nhà dân. Cường đội. Tôi chỉ nói một lần. Em không tin. Cường đội. Mời cô ra khỏi nhà của tôi lập tức. Em không tin đâu. Em hiểu anh không nói em biết, nhưng mà em sẽ đợi anh. Đuôi rồi, kết thúc. Alo. Miêu Đầu Ưng. Tôi lên đường rồi. Lính tốt. Tôi không xem nhầm cậu. Cậu là một lính tốt. Nói chuyện kết thúc. Đồ ngốc. Lại ngựa quen đường cũ nữa. Phương Tổng, cường đội sao rồi? Căn cứ vào thông báo của thanh tra quân đội, cậu ta cắt đứt theo dõi rồi. Anh ấy trốn rồi à? Tại sao? Cái này tôi cũng muốn biết. Phương Tổng, có phải cường đội đã nhận được nhiệm vụ đặc biệt gì không? Nhiệm vụ gì? Không lẽ ngài thật sự không biết sao? Tôi biết cái gì chứ? Tôi chỉ biết đội trưởng đặc cảnh của tôi không biết vì lý do gì mà bị như vậy. Và không biết vì lý do gì mà bỏ đi. Nhưng mà ngài hiểu anh ấy mà. Anh ấy không phải là một cảnh sát đồi bại đâu ạ. Càng không phải là một cảnh sát sợ chết. Vậy tôi phải làm gì? Cô nói tôi nghe đi, tôi phải làm thế nào? Thanh tra quân đoàn kiếm tôi lấy người. Tôi lấy người từ ai chứ? Phương Tổng, tôi đề nghị tạm thời đừng lan rộng. Nếu bây giờ vẫn chưa tìm được chứng cứ phạm tội trực tiếp của cường đội, vậy anh ta thoát khỏi tầm kiểm soát cũng không có gì quá đáng. Vì anh ta vẫn còn tự do. Chỉ có thể nói là việc theo dõi chưa hay. Tôi kiến nghị chúng ta bí mật điều tra trước. Còn những vấn đề về anh ta, đợi tìm được rồi hẳn nói. Ngài thấy thế nào? Chỉ có thể như vậy.
đổi kiểu khác đi. Dừng lại. Các anh làm gì đấy? Ở đây không qua được. Anh làm gì đấy? Là Mã Dân Phi kêu mày đến giết tao đúng không? Mã tiên sinh nói rồi, quyền quyết định trong tay của ông. Tôi hiểu ý rồi, chỉ là không cần thiết làm long trọng như vậy. Điều này chính là nói với ông, muốn lấy mạng của ông dễ như trở bàn tay. Lần sau để tôi gặp lại ông nữa, tôi sẽ đem cái đầu của ông về giao phó. Mày nói với Mã Dân Phi, món nợ mà tao nợ bố của hắn, tao sẽ đứng về phía của nó. Anh Pháo, quá đẹp trai rồi. Ban nãy một mình anh xông vào đó, giống như trong những phát vậy. Sao lại bỏ thế? Đó là hàng hiệu của Ý, vừa mua đấy. Mỗi lần tôi giết người đều sẽ bỏ một đôi găng tay. Biêu đầu anh, tôi lấy được rồi. Kết thúc. Đội đặc cảnh cũng đến rồi à? Tập đoàn với vụ súng này nên thuộc về chúng tôi. Tình hình hiện trường thế nào rồi? Tự xem đi. Có thể xác định Trịnh Tam Pháo là một trong ba hung thủ chứ? Thân phận người chết đều là những tay sai của trùm ma túy Điểu Nha. Điển hình là người trong ngành giết lẫn nhau. Cá nhân Điểu Nha mất tích rồi, bị bắt cóc rồi à? Theo tư liệu của người trong thấy cung cấp, không có hiện tượng này. Tôi nghi ngờ lần này là hành động dọa nạt thôi. Trịnh Tam Pháo vốn dĩ không muốn giết hắn, mà là muốn cảnh cáo hắn ta. Mạng lưới buôn bán ma túy đang tiến hành bí mật, sắp sẽ có một trận máu lửa xảy ra. Không còn nghi ngờ gì, Trịnh Tam Pháo chính là lực lượng chính của trận chiến này. Vậy kẻ đứng sau là ai? Nhất định là Mã Dân Phi rồi. Mã Dân Phi vốn dĩ rất ác độc, bây giờ lại có trợ lý như Trịnh Tam Pháo. Giang hồ sắp loạn rồi. Chúng ta bây giờ phải truy nã những tên trong danh sách tiếp quản vụ án này. E là lần này không thể để cô tiếp quản rồi. Ý gì? Tự xem đi. Anh ấy đến đây làm gì? Cái này tôi muốn hỏi cô đó. Cô muốn nghe phân tích của tôi không? Thám tử cảnh giới cũng chính là từ mà chúng ta hay nói. Trước khi xảy ra vụ án là anh ta đã ở đây. Sau khi xảy ra, anh ta đã đi theo. Anh nghi ngờ anh ấy. Vậy cô nói tôi biết một lý do nào để tôi đừng nghi ngờ đi. Không thể nào. Chúng ta là cảnh sát, chúng ta phải nói chứng cứ. Tôi không tin anh ấy có liên quan gì với họ. Tâm lý của cô tôi rất hiểu, nhưng mà lý trí nhất định phải thắng tình cảm. Cường đội, anh đang làm gì thế này?
Mã tiên sinh, đây không phải là nơi tốt lành gì cả. Đúng vậy, không sông không núi. Ý tôi nói không phải cái này. Ý tôi là nơi này rất dễ xảy ra chuyện. Đây là thung lũng, rất dễ có kẻ nhắm bắn. Theo anh thấy thế nào? Rút. Đến đây rồi, tôi không thể đi như vậy. Người mà chúng mày muốn tìm là tao. Đừng có động đến người của tao. Có người đang giúp chúng ta. Ai thế? Theo tôi đi trước đi. Bảo vệ Mã tiên sinh, chạy mau. Bọn mày theo đi, không cần, một mình tôi được rồi. Sao anh đến rồi? Mưu đồ ưng kêu anh đến à? Đúng, sợ anh không làm nổi. Đến cũng đến rồi, không còn đường lui nữa. Được thôi, vậy chúng ta sẽ đồng sinh đồng tử. Được, đồng sinh đồng tử. Tôi luôn tưởng bản thân mình rất ác độc. Lợi hại. Anh hỏi anh ta muốn bao nhiêu tiền? Tôi không cần tiền thối của anh. Dừng lại. Vậy anh muốn cái gì? Lão Pháo, tôi đi trước nhé. Không thể nể mặt. Đứng lại nói chuyện một chút à. Tôi là cảnh sát, anh không sợ sao? Tôi rất thích anh. Nhưng tôi không có cảm hứng với anh. Lão Pháo, tôi để anh ở ngoại cảnh. Hay là cùng đi đi. Các anh có thể tụ họp. Mã tiên sinh, Cường Tử, anh biết Mã tiên sinh là một người rất trọng nghĩa khí không? Lão Pháo, cần tôi giúp đỡ không? Tôi mãi mãi cần người anh em như anh. Được. Lão Pháo, tôi sẽ ở lại.
Khống chế. Đã thấy gì rồi? Tổ hai người vận động chiến đấu nhanh chóng. Cụ thể có nội dung gì? Nó bao quát vận động chiến đấu nhanh chóng. Hai người vận động chiến đấu nhanh chóng đến lúc chiến đấu nhanh chóng phân đội. Ở đây không chỉ bao quát xạ kích, còn bao quát cả thay đạn, trái phải khai công, nơi chiến đấu, đổi che giấu, vân vân. Các anh đem bạo lực phát triển thành một nghệ thuật, một mỹ học. Đội đặc kích Cô Lan là đội đặc chủng trong đội đặc chủng. Tổ của các anh tổng cộng có 6 người, 3 người xuất hiện ở thành thị. Đây không phải là trùng hợp, đã bàn tính lâu rồi. Cái này tôi không biết gì cả. Trọng tam pháo, một lính sắp 40 tuổi xuất hiện rồi. Sau đó du ngạo giang hồ, cường đội, đội trưởng tốt nhất của chúng tôi, cái gì cũng có thể đi cứu anh ta. Bây giờ bọn họ là tội phạm bị truy nã hạng A, có thể không cần cảnh báo mà bắn chết họ. Còn anh phải nói gì với tôi? Việc lớn như vậy mà anh bảo anh không biết, anh cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tôi vào đây bao lâu rồi? 5 tiếng. Vậy cũng là các anh còn 19 tiếng nữa. Đi điều tra rõ rốt cuộc tôi có liên quan đến việc này hay không. Tôi cũng từng học pháp luật. Rốt cuộc các anh là người gì? Anh nói với tôi cái này có tác dụng không? Dù gì cũng còn lại 19 tiếng. Nắm bắt thời gian điều tra đi. Việc tôi lo nhất vẫn đang xảy ra. Đồng sinh đồng tử là một lời thề, nhưng tôi không nghĩ anh ta lại đi xa như vậy, dẫn đến phản bội cái tin tưởng của chúng tôi. Cho dù thành viên đội đặc chủng có phải là hoạt động nhiệm vụ hay không, bất kể bắt đầu làm việc gì đều nhất định phải tuân thủ con đường này. Đó chính là trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân. Nếu như phản bội rồi, chính là xử lý. Dân, cậu cảm thấy đám chiến hữu năm đó khả tin chứ? Chúng ta không có lý do nghi ngờ đội đặc chủng. Nó là phòng tuyến số 1 của nước Cộng Hòa, và cũng là phòng tuyến cuối cùng. Đội đặc chủng Lan Nha, lục quân Trung Quốc, đội trưởng đội đột kích Cô Lan sẽ làm theo lệnh người. Tốt, các cậu đến nhanh thật đấy. Hoan nghênh, chào ngài. Chào anh. Tôi là phó đội trưởng đội Hắc Ưng, tiểu đội Hắc Ưng. Đội ngũ của Cường Tử à? Đúng. Anh ta đâu? Sao không đến đón chúng tôi? Chúng tôi muốn các cậu đi bắt anh ta. Anh nói cái gì? Chúng tôi kêu các anh đi bắt anh ta và Trịnh Tam Pháo. Anh tốt nhất chú ý cách dùng từ của anh. Trịnh Tam Pháo là anh gọi à? Sao? Cảnh sát không thể gọi tên của kẻ truy nã sao? Anh ta nói thật chứ? Việc này tôi làm không được. Sử Đại Phàm, có. Chúng ta là quân nhân, lệnh quân như núi, chấp hành mệnh lệnh. Không lẽ các anh không biết chúng ta là anh em đồng sinh đồng tử sao? Ai nảy sinh ra kế này chứ? Bắt lấy bọn họ xử lý theo pháp luật. Nếu như họ cố ý đi theo con đường tăm tối, sẽ tuyệt đối không để bị bắt đâu. Vậy thì không cần nói nữa, chúng ta biết rồi.
Anh chịu khổ rồi. Tôi nhớ các anh. Đầu đuôi câu chuyện chưa tìm hiểu rõ. Chúng ta phải hành động thật sao? Chúng ta chỉ có thể chấp hành lệnh. Nhưng tôi đâu biết chuyện gì đâu chứ. Tôi đang dẫn đội đi huấn luyện mà. Tự nhiên nhận được lệnh kêu tôi đến đây rồi. Chính là kêu tôi đi giết lão pháo và cường tử. Có ai có thể cho tôi biết tại sao không? Tại sao bọn họ phạm tội rồi? Tôi không tin. Tôi cũng không tin. Xem qua rồi chứ. Xem 100 lần rồi. Còn anh? Phân tích kết quả khác nhau chưa? Nói tôi biết. Vậy sinh viên? Không có. Nhưng nhất định có vấn đề. Chứng cứ xác thực. Các anh nói đi. Chúng ta nên làm thế nào? Hay bây giờ chúng ta rút liền? Đổi một đội khác đến. Sau đó chính là để cho anh em chúng ta máu chảy thành sông. Các anh hiểu bọn họ. Càng hiểu rõ tổ B của chúng ta. Có ai là đối thủ của họ không? Là tay nhắm bắn như anh? Hay là cách trị liệu của anh? Hay là tôi? Có chiến sĩ có thể đối phó với họ không? Không có. Thôi thì dòng do. Hy sinh mấy mạng sống của các chiến sĩ. Sau đó vẫn là chúng ta phải làm. Chúng ta không làm không được sao? Không làm không được. Vậy thì làm. Nhanh gọn lẹ. Tôi không muốn thấy họ chịu khổ. Chúng ta ai cũng không muốn. Tôi hy vọng các anh có thể hiểu rõ một điểm. Chúng ta nhất định phải đối mặt những việc này. Tất cả đội đặc chủng trên thế giới này đều có khả năng đối mặt với những thứ này. Trong lúc hành động, không được có bất cứ tình cảm cá nhân nào. Tình nghĩa chiến hữu đến lúc chiến đấu xong hẳn nói. Tôi cần một chỗ thay đồ. Vậy sinh viên, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tôi hiểu rồi. Chúng ta có thể làm chính là khiến cho họ dễ qua một chút. Thế nào? Vũ khí dùng hợp tay chứ? Rất hợp. Những trang bị này có thể để chúng ta hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Anh rốt cuộc muốn chúng tôi làm gì? Các anh phải đối phó với những đối thủ rất lợi hại. Anh rốt cuộc muốn kêu chúng tôi giết ai? Cô Lan Tổ B. Sao? Các anh không nghĩ đến sao? Cảnh sát đối phó các anh không được, bọn họ sẽ ra tay. Tôi sẽ không bắn họ đâu. Lão pháo, việc này tôi làm không được.
Cường Tử. Không lẽ anh quên lời thầy của chúng ta rồi sao? Đồng sinh đồng tử. Thái độ không giống nữa rồi. Họ là lính, chúng ta là cướp. Anh thật sự phải nổ súng bắn họ sao? Không lẽ chúng ta còn đường lui nào sao? Vậy được, vậy tôi sẽ giết anh trước.